Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về những hình ảnh thực tế của cái việc xây tường gạch trực tiếp vào các cái vị trí cọc sắt của những cái khung kèo của cái nhà kho. Thì đây là một cái quang cảnh của một cái nhà kho hay là nhà xưởng với cái kết cấu chính là cọc sắt, kèo sắt, mái tôn. Còn tường thì một phần thấp ở dưới là tường gạch, trên cao là tường tôn. Trong đa số các cái trường hợp đối với các cái nhà kho nó tương đối cao cấp và không gian rộng á, thì người ta sẽ lắp đặt cái cọc sắt y này này bên trong, còn bên ngoài tường thì người ta có những cái cọc bê tông riêng, có thể là chung mám với cái cọc sắt y, nhưng mà cái cọc bê tông riêng, rồi sau đó người ta sẽ xây tường gạch lên trên cái đặt kiềng và liên kết vào cái cọc bê tông riêng đó. Còn trong trường hợp này thì do là quy mô xưởng kho nhỏ, cái tính chất cao cấp nó không có cao, cho nên nó là người ta xây liên kết cái tường gạch trực tiếp vào cái cọc sắt hình luôn. Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị về một cái trường hợp như này. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị những cái hình ảnh thực tế, còn việc đúng sai, cao cấp hay là bình thường thì trong thực tế xây dựng thì kiểu nào cũng có. Chúng tôi muốn mang đến đầy đủ các cái kiểu trong cái ngành xây dựng từ thực tế. Đây là những cái vị trí mà người ta sẽ hàn cái thép rau để liên kết tường gạch vào cái cọc sắt hình. Cái tường gạch này đó thì người ta sẽ xây nó bằng với cái mép ngoài của cái cọc sắt y. Như này, ta xây bằng cái mép ngoài. Sau đó người ta sẽ đóng lưới và người ta tô. Còn cái mép trong, tức là cái mặt trong nhà kho á, thì người ta chấp nhận cho cái cọc sắt hình nó dư ra khỏi cái mặt tường. Cái tường trong này, tường này là tường đơn, tường người Nam thì gọi là tường 10 á. Đây, cái mép tràm cọc thì nó dư ra so với cái tường. Thì để liên kết cái tường gạch ấy, tại cái vị trí tiếp giáp với cọc sắt hình thì người ta hàn những cái sắt rau như này. Đây, tất cả các cái vị trí cọc thì đều được hàn những cái sắt chờ hay những sắt rau trong cọc. Sau đó người ta sẽ xây tường gạch đối đầu trực tiếp vào trong cái cọc. Và trên ngay cái vị trí mà cái kết thúc cái chiều cao tường á, tức là ngay cái đầu tường, thì người ta sẽ đổ những cái đài dằn bê tông để kết thúc
thì ngay các cái vị trí cái đài dằng bê tông thì người ta cũng sẽ hàn những cái thanh sắt của cái đài dằng vào trong các cái cọc sắt hình, sau đó tiến hành đổ cái đài dằng. Ở các cái vị trí cửa sổ thì người ta cũng có những cái đà lân tô ở bên trên đầu cửa sổ hoặc là cửa đi, đồng thời thì nó cũng xem như là cái đà dằng đầu tường luôn. Nó ngay vị trí đà dằng này sẽ là cái vị trí tiếp giáp giữa cái đùi của cái tường tôn ở cái phần trên cao. Đây là cái vị trí cái đài dằng bê tông nó liên kết vào trong cái cọc sắt y của cái khung kèo của cái nhà kho. Thì người ta sẽ hàn những cái thanh cốt thép của cái đài dằng vào những cái vị trí như này. Người ta sẽ hàn trước khi bồ thép ghép cốt pha rồi tiến hành đổ bê tông. Đây là cái vị trí mà cái thép đài dằng nó liên kết vào cái cọc sắt y, người ta hàn như này. Người ta đã hàn đã bô cái thép dằng và đã bô cái cốt pha một mặt rồi đó. Sau đó người ta sẽ đổ bê tông nó như này. Đây là cái bê tông cái đài dằng. Quý vị thấy bên trên, ngay bên trên cái đài dằng thì nó có một cái sờ gồ Âu, và trên đó nữa thì có rất là nhiều cái cây sờ gồ như này. Đó là những cái cây sờ gồ phục vụ cho việc dằng cái đoạn tường tôn bên trên cái tường gạch. Đây là cái cấu tạo cốt thép đài dằng. Người ta đổ dằng trên đầu tường và người ta chà sẵn như này. Để khi mà cái người ta xây cái tường gạch lên tới cái vị trí cái cao độ của cái đài dằng thì người ta sẽ hàn thép nối cái đài dằng này vào cái cục sắt hình này. Sau đó sẽ tiến hành đổ một cái đài dằng bê tông ở trên cái đầu tường như này. Đây là cấu tạo cốt thép đài dằng. Cái toàn cảnh của một cái bức tường của một cái nhà kho đã được xây xong, chờ đổ cái đài dằng bên trên đầu tường. Kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế các công trình rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Sau đây là một cái tiểu tiết cũng có liên quan. Quý vị còn thời gian thì tham khảo thêm, tức là cái tấm lưới mà người ta đóng
bao qua cái cọc sắt tại cái vị trí mà hai cái đầu tường xây tiếp giáp, để khi tô thì nó sẽ hạn chế được cái vết nứt của cái lớp vữa tô tường trong cái quá trình sử dụng, do là cái sự biến dạng không giống nhau giữa cái khung sắt và tường gạch. Thì cái lưới này thì cũng rất là thông dụng trên thị trường, và người ta đóng bằng những cái đinh như thế này, đóng vô ngay vị trí cái mạch vữa. Cứ khoảng 3-4 lớp gạch thì người ta đóng một cái đinh. Cái cấu tạo cái lưới này thì trong một cái video khác là giới thiệu về cách đóng lưới mắc cáo cho tường xây thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rồi. Quý vị có thể vào cái YouTube tìm cái video đó rồi tham khảo thêm cái cách đóng lưới chi tiết.